Xin chào quý anh chị. Quý anh chị đang sinh sống và làm việc tại Từ Sơn Bắc Ninh mà có thu nhập ổn định từ 20 triệu đến 30 triệu mà mong muốn sở hữu được một bất động sản, một căn nhà shop house trong giai đoạn này, thì đây, trước mặt quý anh chị là căn shop house duy nhất được chủ đầu tư hỗ trợ chính sách lãi suất 0% trong 2 năm. Quý anh chị không nghe nhầm đâu. Với giá bán cực kỳ tốt và cực kỳ ưu đãi, giá bán chỉ có 4,8 tỷ một căn trong giai đoạn này. Như vậy, khi quý anh chị tham gia chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 2 năm thì quý anh chị có thể vay chính căn nhà này, vay tối đa là 65-70%. Như vậy, với cái giá 4,8 tỷ, quý anh chị có thể vay được từ 2,2-2,5 tỷ một căn. Tức là quý anh chị chỉ cần bỏ tiền mặt ra tối đa là 1,8-1,9 tỷ là quý anh chị có thể sở hữu được căn nhà. Và mỗi tháng quý anh chị chỉ trả gốc đối với số tiền mình vay là hơn 2 tỷ là rơi vào từ 12-13 triệu thôi. Tức là trong 2 năm quý anh chị chỉ phải bỏ cái tiền trả gốc từ 12-13 triệu ra để sở hữu được một cái căn nhà trong giai đoạn khó khăn như thế này. Và mức độ thu nhập của mình chỉ rơi vào tầm từ 20-30 triệu thì đây là một sản phẩm vô cùng hợp lý và vô cùng tối ưu cho quý anh chị khi tham gia trong giai đoạn này. Thì đây là một sản phẩm 75m2 shop house, mặt tiền 5m, dài 15m, được xây dựng 4 tầng và có thể cho thuê tạo được đồng tiền. Đó. Quý anh chị hãy xem qua và có nhu cầu xem nhà thì hãy liên hệ vào số điện thoại em để trên video để được xem nhà. Xin chào quý anh chị.